Dạ, em kính chào cô, em kính chào cả nhà. Em hạnh phúc quá tại vì trước đó em đã giao tiếp, hôm nay em muốn được hỏi cô một vài vấn đề và cuối cùng em đã được rồi, em cảm ơn cô. Dạ cô ơi, lần đầu tiên mà em biết đến trí tuệ của cô thì thực ra là nguồn lực em không hề có, nhưng mà em cảm nhận được rằng đó là gốc gốc rễ của mọi thứ để giúp cho mình tốt. Và từ từ em học những tất cả các khóa của cô cho đến kiến tạo kết nối học hết, thì thực ra là nguồn lực thì em sẽ không không đủ để học nâng tầm đâu ạ. Nhưng mà vì khi mà mình khát khao được học nâng tầm và từ từ từng cái dấu hiệu, từ cái dẫn dắt dẫn em vào, đầu tiên em vào được kiến tạo là nhờ cô Cúc cho em một cái keyword thôi, đó là em là người không chưa đủ nhân toán thì em vào kiến tạo, xong rồi em học được về học có thể lương, em học theo lương về năng lượng tập thể. Recording thì em nhìn thấy gia đình em ở trong đó là vỡ hết cả nguồn năng lượng gốc, nguồn năng lượng kết nối tập thể là vỡ hết. Và đó là lý do vì sao mà khiến cho đại gia đình của em chưa từng có một ngày hạnh phúc, kể cả bố mẹ của em cho đến thời điểm này. Và em có một cái khát khao là em phải vào năng tâm bằng được để em chữa lành chính mình, chữa lành cho gia đình. Và cuối cùng thì em đã vào được, và với số vốn là không, và em chưa được học về trí tuệ nguyên tắc mình gọi vốn. Nhưng mà em vì cái khát khao đó, và trong vòng 2 tiếng đồng hồ em đã quyết định và em đã có đủ để em đặt cọc lần đầu. Thì từ những khi mà em vào nâng tâm rồi thì từ bữa tới giờ là em nhìn lại được quá khứ của mình rất là nhiều, và nó cứ trôi lên từng điểm nhỏ một. Và em có cảm giác rằng là nó bị gọi là nó đang rất là nặng và làm cho em bị bội rỗi á cô. Ví dụ như là em rất là muốn học tất cả luôn, và cái thời gian làm việc thì cũng khá là nhiều, nhưng mà trong cái tình trạng gọi là ngủ á, vừa học vừa ngủ và không chịu nổi lại nằm xuống, nằm xong rồi lại dậy để học tiếp. Và cứ như vậy trong những cái thời gian vừa rồi, thì một phần thì em cảm nhận được là do ký ức của mình nó về, tức là con của em thì thực ra là em cũng rất là may mắn, đó là thông qua sách vở thì em đã cài đặt cái giai đoạn động dẫn của con rất là tốt. Nhưng bây giờ đến giai đoạn 10 tuổi thì bắt đầu còn em trôi lại những thứ mà bây giờ em cảm thấy nó là ký ức của em. Ví dụ như là về tiền, em không ghét tiền, cũng không bình thường với tiền thôi, nhưng mà em rất là tiết kiệm, tại vì mẹ khổ quá, mẹ nghèo quá, cho nên lúc nào em cũng tiết kiệm tất cả mọi thứ cho bản thân mình, và nhưng lại hào phóng với tất cả mọi người. Chính vì vậy thì bây giờ con của em y chang luôn, tức là con tiết kiệm từng ly từng tí mặc dù không ai yêu cầu hết, thậm chí là khoa học mà. Chị Nga hỏi cô Lanh cái gì? Dạ cô, dạ em muốn hỏi cô đó là với những cái bối rối của em hiện tại như vậy thì tức là khi mà cái ký ức nó trôi về quá nhiều, và làm cách nào để mình chữa lành nó cô, thì cô cho em một vài cái lời khuyên và lời tư vấn ạ. Bao nhiêu các anh chị nhận thấy là chị có vấn đề ngay từ giọng nói, cách nói. Nhưng mình có thấy chị Nga chị có vấn đề ngay từ giọng nói và cách nói không? Chị cứ hấp ta hấp tấp và bối rối à? Dạ, vội vàng à? Mình có 1 năm cơ mà. Mình có cả cuộc đời này để chữa lành mà. Và nó không nhanh được đâu. Giống như là chị bóc củ hành ấy, nó phải từng lớp một. Cái trong cùng của củ hành là không có cái gì cả. Đấy, ta bóc đến cái cấp độ mà đến cái lớp trong cùng ấy, là cái khoảng không trong cùng của cái củ hành là không có cái gì cả. Và đấy chính là ta. Không là gì cả, nhưng là tất cả. Nên là mình muốn nhanh thì phải từ từ. Cứ từng bước từng bước. Bạn tốt hơn so với ngày hôm qua đã là tốt rồi. Còn cái trí tuệ này nhiều anh chị vào lúc đầu ấy, nó nhiều quá mà sướng quá, cứ vồ vập, tham lắm, cứ muốn phải chuyển hóa ngay, rồi lĩnh hội ngay và hiểu ngay. Có những thứ sẽ không hiểu được cho đến khi bạn trải nghiệm thì bạn mới hiểu. Chứ nếu mà nói không, có khi bạn cũng không hiểu đâu. Bạn nghe nó vẫn ở trong bạn, nhưng đến khi bạn trải nghiệm thì nó ra và bạn sẽ hiểu cái điều đấy. Nên là nhiệm vụ của chị chỉ giao tiếp với mình mỗi ngày, và tôi thả lỏng với chính tôi nha. Riêng chị giao tiếp thêm một tí nữa là tôi thả lỏng với chính tôi. Không cần phải hấp tấp vội vàng đâu, nói từ từ thôi. Chị nói như thế cô Lanh không động được cái gì trong não bộ của cô Lanh đâu. Và các anh chị khác cũng thế, chị nói một hồi à,
mà cuối cùng hỏi chị nói gì không ai biết đâu. Thế thì những người ở quanh chị như chồng chị, con chị cũng bối rối. Những người làm việc với chị họ cũng bối rối về chị. Tại vì nếu như mà mình vẫn còn đang như thế thì mình vô tình mình đẩy họ ra. Họ không chạy kịp cái mà chị muốn. Nên là giao tiếp với chính mình là tôi thả lỏng với chính tôi. Cứ từ từ thôi, không cần phải vội vàng. Được chưa ạ? Buồn ngủ thì cứ đi ngủ, không cần phải cố gắng làm gì cả. Nhé. Mình có một năm mà. Rồi, cảm ơn chị. Nói từ từ thôi. Mỗi khi mà mình nói nhanh lại bắt thóp mình lại. Tôi thả lỏng với chính tôi. Cứ tôi thả lỏng với chính tôi. Rồi, cảm ơn chị. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.